Hello quý vị và quý bạn. Buổi chiều này là bên Tiến Bimbi sẽ test chất âm đôi loa JBL MRX600. Đó là loa một bát 30 và một chiếc kèn của Leo hết hàng xịn của JB. Loa này được lắp ráp tại bên Chila. Thì năm ngoái Tiến Bimbi về là tổng là có mấy chục đôi loa 515 đấy, 512 M thì hết rồi. Thì còn hai đôi này nữa. Thì video này thì mình sẽ test chất âm cho các bác biết là đời đầu 6 nó sẽ hơn cái gì. Coi nhá. Mời các bác bạn luôn. Khi nào các bác cứ xem hết thì mình sẽ báo giá luôn, không có để lâu được. Đây là loa MRX600. MRX600 này nó là tem đen rồi, và MRX500 này nó là tem đời trước thì nó là tem đỏ. Coi nhá. Thì thùng vách thì nó cũng như nhau thôi, chứ không khác gì cả. Nhưng mà MRX600 thì nó có ốc treo. Có ốc treo hết các nhé. Còn không khác gì cái MRX500 cả. Đấy. Thì hàng này đời cao hơn, sâu hơn. Thì nó sản xuất ở tại bên Made in China. Tức là nó là hàng xịn của JB. Đó, nhưng mà được lắp ráp tại bên China. Để môn là Made in China. Đây là hàng xịn các nhé. Đó. Giá thì vô cùng hợp lý luôn, bát leo, kép leo. Đó. Giá thì các bác hiện tại bây giờ Tiến Bimbi đang bán cho các bác cái giá là chỉ có 18 triệu thôi. 18 triệu một cặp. Cực hợp lý luôn. Đó. Các bác đi mua cái nuôi loa 4012 và bát thường được mỗi chiếc leo thôi, chứ không bát leo, chiếc chép leo thôi. 4012 được mỗi một chiếc chép là bát thường nha, không được loa leo rất nhảy đâu. Đó. Cái thùng chất hơn nhiều. Thùng hàng này là sơn sần những chất rất nhiều. Đó thì giá là 18 triệu thì mình sẽ bao ship cho có hai đôi thôi. Bác nào mà còn lấy thì là liên hệ sớm. Riêng bát neo, kép neo, alo tốt. Alo cực tốt luôn. Đấy. Chất âm thì bát mềm sâu. Đó. Thì Tiến Bimbi cũng đang ghép vào con băng cơ. Thì từ hôm ấy, một con băng cơ của Tiến Bimbi Phượng Hoàng, một con lọc Yamaha và một con đẩy Crow 1002. Các bác còn chơi bộ này gia đình hiểu mà nói là tuyệt vời, siêu tuyệt vời luôn, không có gì để bàn nữa, khẳng định bác luôn nhé. Đây mà các bác nghe chất âm nhạc. Tôi nói là cưới em về đời anh bước khổ, thành thị làm chi, gái thời nay phụ lắm anh ơi. Thế cùng đi, đi đến chỗ xa rồi. Thank you.
Âm của DB leo thì nó sạch, mở nó nghe nó có đuôi các nhé, tiếng rất tách bạch từng tiếng một, bass trung tiết không bao giờ có đâm lộn nhau, rất sạch chi tiết mà hay. Mà trong tầm tiền thì 18 triệu thì phải nói là nó quá cực kỳ luôn, nó quá phù hợp với giá tiền cho các bác chơi. Đó, các bác đi mua những cái loa laptop mới bắt 30 giờ LV12 thì cái gì đấy cũng đã trên 20 triệu vẫn là do Trung Quốc, không bằng loa này đâu nhau nha, khẳng định luôn. Hay là B-Buy Audio Center cũng mua ngoài 10 triệu rồi, không bằng TV đâu. Thế là tiếng thì khẳng định cho bác luôn. Các bạn mua một lần thôi, tránh tình trạng mua thay đổi nhiều, tốn tiền. Còn sau này bán thì không ai mua lại. Đó. Rất nhiều bác vào đây mua một chỗ mang lên tận nhà lắp cho 11, 12 triệu. Sau bán lại người ta mới được hơn tháng thôi. Mới được trong năm lắp cho người ta hơn tháng thôi. Và người ta bảo lấy lại, tính là có 3 triệu rưỡi. Đấy là bác là tránh tình trạng là không nên mua như thế thôi nhé. Đây thì mình khẳng định với bác luôn. Còn như là các bác mua loa VB hàng xịn, bác tiền thật mua của thật chứ không bao hốt là mà tiền thật mua của giả cả. Đó. Nếu bác nào có nhu cầu lấy mà loa VBL KB612 à MRX612 xin lỗi nhé, MRX612 thì liên hệ với Tiến BB theo số điện thoại là 0948 388 448. Xin nhắc lại là 0948 388 448. Tiến BB ở tổ 3 Vĩnh Tường Vĩnh Phúc. Vâng, các bác thấy video hay hôm nay chia sẻ cho Tiến BB để được nhiều bác trên mọi miền Tổ quốc được biết đến cửa hàng Tiến BB hơn. Vâng, hôm nay xin chào quý vị và quý bạn.